À, mình có share cái màn hình, không biết mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Nhìn thấy rõ. À, xin chào mọi người. Nay mình thay mặt cho nhóm 1 chữa bài tập của vào lúc trước. Thì để cho nó đỡ tiết kiệm thời gian để vào cái phần nội dung chính ấy, mình sẽ ghi hết tất cả các cái bài một lượt. Thì sau đó mình sẽ đi chữa những cái bài mà mình thấy các bạn làm còn thiếu sót. Thì nhìn chung hầu hầu hết mình thấy là các bạn làm bài khá tốt. Thì những cái bài mà nó thiếu sót thì lát nữa mình sẽ đi lượt theo từng bài để mình cùng nhau phản biện. Thì cái bài mình đi lượt tất cả các bài thì mình sẽ lấy cái bài của mình luôn để cho nó để các bạn có thể phản biện luôn. Thì thứ nhất là cái bài số 1 là bài về, thì bài này yêu cầu là về cái hàm flip flip phẩy, thì nó sẽ nhận vào đây là một cái hàm và hai cái tham số là để nó return về một cái tham số. Thì ở trong bài thì cũng yêu cầu là cái flip này, ví dụ như là cái flip phẩy của cái hàm chia 6 chia 2 thì nó sẽ là 2 chia 6 và nó bằng này. Bây giờ mình sẽ xem mình kết quả như nào. Đúng. Rồi, thì kết quả 0.333 có nghĩa là nó sẽ là đảo ngược lại 2 trên 6. Thì cái hàm này thì mình nói về cái chi tiết cái hàm này thì nó sẽ nhận vào một cái hàm và hai cái tham số. Thì trong cái hàm này nó sẽ trả về một cái hàm và nó cũng nhận vào 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 cái sẽ đảo ngược lại cái chữ ký mình sẽ đặt là cái tổng quát là nhận vào B và A. Thì và cái phần thân của hàm thì sẽ là F của IX. Thì kết quả như như trên. Thì có thể khi mà mình định nghĩa như này thì có thể mình sẽ hoàn toàn mình sẽ sẽ ví dụ mình đưa một cái hàm mà thay vì cái hàm là chia này mình có thể là đưa một cái hàm khác. Ví dụ như cái hàm cộng cộng chẳng hạn để nối chuỗi. Thì bây giờ mình ví dụ mình nối cái A với B chẳng hạn thì nó sẽ đảo ngược lại nó thành một cái chuỗi AB. Thì khi mình đã định nghĩa một cách tổng quát như này á thì mình hoàn toàn mình có thể sử dụng được cho một cái style theo cái định nghĩa của chữ ký của nó. Thì mình thấy có một số bạn thì định nghĩa đây là double luôn á, thì cũng đúng thôi, nếu mà với cái riêng riêng rẽ mà cái số cái dạng số như này á thì mình có thể double được. Nhưng mà làm tổng quát thì mình làm như này. Và tiếp theo là cái hàm unQuery, cái hàm thứ hai á. Thì đề bài yêu cầu là nó cũng nhận vào một cái hàm. Nhận nhưng mà nó sẽ nhận vào một túp. Và nó trả về là tổng và nó trả về là một cái kết quả là cái hàm đó áp trên hai cái phần tử riêng rẽ trong cái túp này. Thì đây là một ví dụ trong đầu bài là cái hàm cộng này nó sẽ áp lên hai phần tử trong trong cái túp 1 cộng 2 thì 1 cộng 2 bằng 3. Thì tương tự như cái trên mình có thể áp dụng cho một cái giả dụ như bây giờ trong cái túp này mình có thể áp dụng cho chuỗi cũng được. Tổng cộng này. Ví dụ cái túp này thay vì một một với hai mình có thể đặt là A và B như vừa nãy cũng được, hoặc là kiểu dạng số 1 và 2. Thì kết quả nó sẽ tương tự nhá, nó sẽ hiểu đây là hai cái string và nó sẽ nối lại thì nó sẽ tổng quát là như vậy, nó cũng nhận vào một cái hàm.
và sau cái tham số là một cái túp và nó trả về một cái giá trị. Thì tới phần này thì các bạn có câu hỏi gì không ạ? Thì tiếp theo nếu không có câu hỏi thì tiếp theo chúng ta đi tới cái hàm cái bài số 3, nó là bài cái query. Đây là bài yêu cầu là cũng là query phết này, nó truyền một cái hàm 1 1 với 2 thì nó sẽ lấy ra là áp cái hàm nó lên cái túp này. Ví dụ hàm query phết này và cái hàm mình truyền vào sẽ là cái ft chẳng hạn. FST là nó sẽ lấy là cái hàm bwin ấy. Nó sẽ lấy cái phần tử đầu tiên trong cái trong 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 cái tút. Thì đây. Nó sẽ là một. Thì mình cũng định nghĩa một cách tổng quát luôn. Nó sẽ nhận vào cái hàm này, thế là một cái hàm. Hàm này nhận vào một cái tút và nó trả về một giá trị. Thì đây cái hàm nó sẽ nhận vào cái bên này. Final. Alo. Giờ kém 15 tháng đây. Alo, xin lỗi mọi người có nghe rõ không ạ? Em đi lắc một tiếng đi. À quên Alo. 15 tháng. À rồi ok. Thì tiếp theo mình sẽ đi tới cái hàm mà đề bài yêu cầu là kiểm tra xem một cái string nó có cái upper không, có nghĩa là có cái chữ inoa không. Thì mình định nghĩa luôn một cái hàm, nó đơn giản là chữ ký của nó sẽ là string, đầu vào và ra sẽ là boolean. Kiểu bool thì nó nghĩa là true or false. Thì cái hàm đây mình rút gọn thôi, cái any là một cái hàm any và đây là một cái hàm để truyền vào trong cái hàm any. Thì cái hàm này thay vì mình viết thành thành ví dụ như dạng là lambda ví dụ như thế này hiểu được, và bên này là mình có thể viết cái tham số mà mình cần kiểm tra được, nhưng ở đây mình sẽ rút gọn nó lại. Thì bây giờ mình đi kiểm tra luôn. Ví dụ để mình kiểm tra A, B, C. Thì trong này nó có một chữ in hoa là cái chữ A đúng không? Thì nó sẽ trả về là true. Còn ví dụ không được in hoa mình cho là A thường hết đi, nó sẽ là false. Thì ở đây mình rút gọn rồi. Thứ nhất là mình giải thích là cái này mình có thể nếu mà viết đầy đủ nó sẽ là cái hàm lambda. Và đằng sau đây cả hai bên mình sẽ là một ví dụ giá trị x cần kiểm tra chẳng hạn, nó chính là cái string mình truyền vào đấy. Và như bài trước mình học là mình rút gọn được. Tiếp theo là đề bài yêu cầu là chúng ta sẽ có kiểm tra xem là bên trong này ví dụ như cái vote này nó xuất hiện bao nhiêu lần. Thì ở đây mình dùng một cái hàm count vote, đầu vào của nó là một string và trả ra là một integer. Thì cái count vote này về phần thân là mình sẽ định nghĩa nó là một cái bên trong mình sẽ lọc filter, mình sẽ lọc ra cái vote này, toàn bộ tập hợp tất cả các vote này và một cái hàm truyền vào trong cái hàm filter là kiểm tra xem nó có cái giá trị là cái vote mình truyền vào không. Thì nếu mà cái giá trị vote mình truyền vào thì nó nguyên cái này nó sẽ trả về một cái mảng mà nó chứa các cái phần tử là vote mình truyền vào muốn kiểm tra. Sau đó cái hàm len nó sẽ vào, nó sẽ kiểm tra cái độ dài của cái mảng đó, tức là số lượng các phần tử đấy, thì nó sẽ ra là số lần mà cái ký tự này cái vote này chúng ta muốn kiểm tra. Bây giờ ví dụ chúng ta muốn kiểm tra cái một cái chẳng hạn, ví dụ blue đi, thì nó sẽ là 3 lần, có nghĩa là trong cái mà mảng nó trả về nó sẽ có 3 phần tử blue. Để mình ta kiểm tra đây, 1 2 3 nó đúng là 3 phần tử rồi. Ví dụ là red đi. Là 2.
Rin chẳng hạn. Là một, nó xuất hiện một lần. Ok. Tiếp theo, và cuối cùng thì đáp án yêu cầu là cho một cái mảng K này, nó cũng chứa các cái túp, các phần tử là cái túp, trong cái túp nó có một cái string và một cái integer. Thì kiểm tra ở đây chúng ta sẽ kiểm tra cái band này này là cái thương hiệu này xem nó còn hay không, là kiểm tra bằng cái này. Thì đầu tiên mình khai báo một cái hàm cũng nhận vào một cái string cần kiểm tra và trả về là một cái string. Thì thay vì ở đây mình ra thì mình muốn trả về nó cái kết quả nó tương đối đầy đủ xíu. Ở đây mình định nghĩa như này. Bây giờ mình đưa thẳng cái ví dụ vào để cho mọi người hình dung và mình giải thích sau. Nếu tôi ta thì nó sẽ là empty, có nghĩa là nó không 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 nó không còn. Ví dụ mình muốn kiểm tra là list sum chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ trả về một cái string là have left ba cái list sum hoặc là for. Nó sẽ trả về đầy đủ là have left một cái for. Thì ở đây thì mình muốn đưa nó đầy đủ vào thôi. Thì ở đây mình sẽ toàn bộ cái hàm checkout brand này mình sẽ đưa một cái gap. Gap thì ở đây mình sẽ định nghĩa một cái result. Nếu mà cái result này nó bằng true thì nó sẽ trả về cái này. Nó sẽ là một cái chuỗi của have left cộng với quantity. Cái quantity của nó là mình sẽ định nghĩa ở dưới cái where này, chính là bằng cái số lượng ở bên trong này này. Ở đây thì cái K nó chuyển vào bình thường thôi. Cái filter và cái hàm này nó sẽ lọc ra cái đầu tiên của cái mà nó trùng với cái thương hiệu, tức là cái này. Và sau đó là cái hàm chưa cái không là nó lấy cái phần tử thứ hai, cái phần tử này. Nó sâu nó để chuyển nó thành chuỗi, còn đây nó sẽ là cái quantity. Thì toàn bộ cái này. Còn những trường hợp mà ngược lại thì nó sẽ là empty, tức là không. Thì thật ra cái này mình viết thêm để cho nó tương đối nó rõ ràng cái phần trả lời thôi, còn thật ra thì có thể làm như thế này. Thì mình chỉ cần kiểm tra nó true hoặc false thôi mà. Thì ở đây con thì mình chỉ cần như thế này thôi. Cái này hoàn toàn mình bỏ đi. Mà cái này nó sẽ là bool. Ok, bây giờ mình lốp lại. Rồi. Trước lớp for đây nó sẽ là true, có nghĩa là nó sẽ lọc ra cái đầu tiên, nó sẽ ném cái thằng K này vào bên trong cái hàm filter này. Thì cái hàm filter này bên trong này sẽ lấy cái hàm này, có nghĩa là sao, có nghĩa là lấy cái FST là nó sẽ lấy cái đầu tiên và nó kiểm tra cái đầu tiên nó có bằng cái brand mình truyền vào không. Nếu mà bằng thì nó sẽ trả về một cái mã. Và tiếp theo cái mảng này nó sẽ ném một cái hàm any, thì hàm any nó sẽ lấy một cái hàm ở trong này, nó sẽ lấy ra SND, nó lấy cái phần tử thứ hai, có nghĩa là lấy cái phần tử integer này, và nó kiểm có một cái hàm tiếp theo nó sẽ kiểm tra xem là cái nào lớn hơn không không. Nếu lớn hơn không thì any nó sẽ trả về là true, còn ngược lại nó sẽ là false. Thì ok không ạ? Thì mọi người có câu hỏi gì về chỗ này không ạ? Ở trong cái phần bài tập nhỉ, mình có hỏi thêm một cái là tại sao cái phần cái tham số K ở cuối nhỉ, mình lại phải thêm đô la ở trước nhỉ? Nếu mình bỏ đi thì sao nhỉ? À,
Thì như hôm trước mình đã nói rồi đấy, nếu mà cái bỏ cái đô la này đi á, thì bây giờ toàn bộ cái này nó sẽ quét là giữa các cái dấu chấm này và cái thằng khoảng trắng này, thì cái khoảng trắng này á, như mình đã thấy hôm trước đấy, thì cái khoảng trắng này với cái dấu chấm thì cái khoảng trắng nó sẽ ưu tiên, bởi vì nó là left và độ ưu tiên 10. Còn thằng khoảng trắng này, à, thằng dấu chấm này nó chỉ là right và ưu tiên là 9 thôi. Thì nó sẽ chạy cái thằng này trước. Thì khi mà nó chạy cái thằng này á, thì tới đây nó sẽ toàn bộ cái này nó sẽ chạy ra, nó sẽ thành một cái mảng. À, một cái mảng mà nó sau đó nó mới chạy tới cái thằng 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 dấu chấm này, toán tử chấm này. Thì bản chất của thằng toán tử chấm nó là nối giữa hai cái hàm, nhưng mà khi tới đây thì nó sẽ là nối giữa một cái mảng và một cái hàm, thì nó sẽ báo lỗi. Mọi người hiểu lại cái chỗ này chưa? Thì mình đọc Ok. lại đấy, nó báo lỗi. Ok chưa? Ok. Ờ, thì mình nói thêm về mình thấy là cái các cái hàm mà flip này, phẩy này, ăn curry phẩy và curry phẩy ở trên này này, thì nó đều là các cái hàm built-in ở trong sẵn ở trong HCL ấy. Thì nó cũng kết quả nó cũng sẽ tương tự. Bây giờ mình ví dụ cái hàm flip này, mình áp thẳng lên cho này. Trong trong đây là flip phẩy, nhưng mà nếu mình áp thẳng cái flip này, đây truyền cho nó một cái hàm chia thành 62, thì nó cũng ra tương tự nha. Để có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái ở đây USK họ khi họ soạn thảo cái chương trình giảng dạy này thì họ cũng cũng rất khéo léo đó. Mình thấy họ họ có đưa đưa vào một cách rất khéo léo. Tức là có nghĩa là chắc là sau này các cái hàm này mình sẽ sử dụng rất nhiều lần, nên là họ muốn mình định nghĩa nó lại bằng cái flip phẩy để mình hiểu thêm về cái bản chất của nó thôi. Ok, thì bây giờ là toàn bộ về về cái bài bài tập là mình đã đi lướt bằng chính cái bài của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi sửa những cái thì mình thấy các bạn làm bài tương đối tốt, nhưng mà chỉ có mấy cái bài mà mình thấy là nó chưa được đúng lắm, thì ở đây tới bài của bạn nào thì bạn đấy cứ bình luận thôi, thì mình phản biện nhau thôi. Thứ nhất là cái bài của bạn Đức Đặng này, thì mình thấy cái bài đầu tiên này này mình thấy đang là sai so với đề bài ấy. Thì không biết là Đức có phản biện gì về cái vấn đề này không? Dạ không anh cứ nói vậy. Ừ. Thì Dạ. mình thấy là đề bài họ yêu cầu này như này, nhưng mà hiện tại mình thấy Đức đang định nghĩa một cái hàm này, cầm bay first name này, là hai cái hàm số xd cho cộng lại, thì mình thấy nó không có đúng với đề bài. Tiếp theo là cái bài số 2 này cũng thế này. Thì Đức có ý kiến về bài số 2 không? Dạ không ạ. Dạ. Bài số 3 này thì mình thấy cũng cũng sai so với yêu cầu của đề bài. Thì còn các bài dưới thì mình kiểm tra là Đức làm tương đối đúng hết rồi. Ok không Đức ạ? Dạ ok anh. À, ok. Tiếp theo là bài của Minh nhé. Minh thì các bài trên thì mình thấy đúng hết rồi. Thì duy nhất có cái bài cuối cùng này này. Cái bài cuối cùng thì mình đang thiếu cái phần mà kiểm tra cái lớn hơn không. Nếu mà như thế này thì nó sẽ đang là cái any là nó sẽ áp cái này. Và mình mới lọc nó ra là để nó trùng với cái brand thôi. Mình sẽ thử luôn nhé. Đây là ví dụ mình Ok, cảm ơn anh Tú. chấm là 50 đúng không? Thì đây Minh thì nó sẽ đang cái Annie và nó truyền thẳng cái mà Minh hiện tại đang chỉ có cái về cái brand thôi.
chưa có kiểm tra là nó cái đằng sau nó có lớn không. Ví dụ như tôi ta nó sẽ trả về chu nhé, nếu mà như của mình làm đó, tôi ta vẫn là chu này, trong khi tôi ta là nó âm một này. Ok. Tiếp của bài của bạn Quyết, cùng là bạn Quyết thì các bài khác thì mình thấy đúng hết rồi, mà có cái bài cuối cùng này thì nó cũng là hiện tại đang là sai nhé. Quyết có đây không ạ? Bài em đọc này em hiểu nhầm đề, em tưởng là lọc ra những cái nhãn hiệu mà nó còn có xe nên là làm chạm lên cái mạng. Thì ok thôi, thì mình đã chữa cái bài của mình thì Quyết hiểu ý đúng rồi đúng không ạ? Dạ. Ừ. Có anh comment. Ok, thì còn các bạn khác thì mình thấy là tất cả là đều đúng hết rồi. Thì cái nguyên tắc chấm của nhóm mình ấy thì là chấm theo cái phương thức là hiểu bài là chính thôi. Còn cái về phần chữ ký, về phần những cái lỗi chính tả thì mình có thể bỏ qua. Có thể mình hiểu như nào cũng được, nhưng mà mình hiểu, nhưng mà mình làm theo đúng như vậy thì cũng được thôi. Tại vì nó quan trọng là kiến thức của mình hiểu thôi. Thì sau khi mà chữa bài như thế này á, thì mình sẽ update cái điểm cho cái nốt cho từng người sau. Thì nếu mọi người không còn cái câu trả lời câu hỏi gì nữa thì mình xin off tại đây. Cảm ơn các bạn. Được, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi nhé. Cảm ơn ông Tú. Tú update phần chấm điểm lên file giúp mình nhé. Ok Rồi, thôi. được. Ok, xin mời nhóm 2 trình bày bài mới. Dạ. Dạ xin chào anh, hôm nay nhóm 2 em sẽ trình bày bài 6 về đệ quy trong Haskell. Cái outline thì bao gồm những nội dung là tại sao lại đệ quy và cái tư duy về đệ quy của sim và tư duy về đệ quy. Và lấy ví dụ là hàm sin và hàm thương của một ít. Tiếp theo là sẽ những step mà để tạo cái hàm đệ quy và những ví dụ của và những ví dụ đệ quy trong cái biên trong Haskell. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đào sâu vô cái hàm for right, for left và for left call. Ok, phần cuối cùng là chúng ta sẽ khi nào thì sử dụng những cái hàm for đó. Ok, đầu tiên thì phần đầu tiên thì tại sao phải dùng để quy vì trong ngôn ngữ lập trình thường một trong những cái chức năng cần thiết và cơ bản là thường chúng ta sẽ lặp lại ví dụ như tính tổng một cái list của những giá trị tổng của một cái những cái giá trị trong một list thì chúng ta cần sẽ lặp lại để tính tổng của các phần tử trong cái list đó. Ok, thì thường ở trong cái ngôn ngữ mệnh lệnh imperative language thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta có chức năng là loop để lặp lại gọi như lặp lại những cái liệt kê những cái phần tử ở trong cái list và tính tổng đó. Thì Haskell là dạng ngôn ngữ lập trình thuần hàm, vì vậy không không có tồn tại biến, và biến thật ra biến thì không thể thay đổi được. Vì vậy để quy là Haskell sẽ sử dụng để quy để lặp lại
Ok, thì này thì những nguyên nhân sẽ để quy sẽ hữu dụng trong Haskell thì thường lập trong những ngôn ngữ mệnh lệnh thì nói chung cả những thứ mà chúng ta có thể sử dụng lập trong cái ngôn ngữ mệnh lệnh thì chúng ta cũng có thể sử dụng để quy để làm. Và có điều đặc biệt nữa là có những cái chương trình mà chúng ta có thể định nghĩa để quy nhưng mà không thể sử dụng cái loop như for hay while để làm. Và thường nhiều cái function và built-in function là bản chất là thường sử dụng để quy để định nghĩa những built-in function như vậy. Thì khi định nghĩa những function sử dụng cái để quy thì cái function sẽ rõ ràng và ngắn gọn hơn. Sau đa phần là những cái nguyên nhân như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái để quy trong Haskell và tiện lợi trong Haskell. Ok, còn tiếp theo là về thinking recursively. Thường để quy xảy ra khi khi một thứ được định nghĩa và được gọi lại chính nó thì cái hàm để quy cũng như vậy. Hàm để quy thì chúng ta cũng định nghĩa và cũng gọi gọi chính nó trong cái hàm. Em ví dụ là ví dụ là chúng ta tính tổng tổng của một lít số số nguyên ạ. Thì thường chúng ta sẽ check cái list đó là rỗng hay là không rỗng. Thường rỗng thì sẽ trả về là zero và cái list đó không rỗng thì thường chúng ta nghĩa x 2.xs là một list không rỗng. Nó là một cái convention và x là những phần tử đầu tiên và xs là những cái tail của cái list thì chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm sinh xss là bằng là phần tử đầu tiên là x cộng với sinh của xs là chúng ta gọi lại cái hàm sinh xin lỗi chỗ này là sinh call dấu dấu nháy đó, tại vì hàm sinh trong là hàm built-in trong Haskell nên để dấu nháy để cho khỏi bị lỗi. Ok, thì chúng ta biết hàm hàm sinh như vậy thì một thường chúng ta phải viết thường để quy là sẽ lặp đi lặp lại vô hạn và để mà dừng lại cái vòng lặp thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phase case, những cái cây cơ bản để dừng. Ví dụ như sinh sinh lít rỗng bằng không thì cái mục đích của cái sinh lít rỗng bằng không như là để dùng để dừng dừng cái việc lặp lại trong để quy. Ví dụ em ví dụ sinh của một cái lít 2, 3 thì tương tự cái hàm này sẽ kiểm tra ví dụ như sinh có một rỗng không đi không rỗng thì sẽ nhảy xuống cái button phía dưới là bằng hàm tử đầu tiên là x là 1 cộng với sinh của cái tail của hắn là 2 và 3 và tương tự kiểm tra cái này vẫn
list này vẫn chưa rỗng thì nó tiếp tục lập cộng sinh của 2, 3. Thì phần tử đầu tiên của cái list này là 2 và cộng sinh của 3, sinh của list 3. Tương tự, cái sinh này cũng chưa rỗng thì tiếp tục lập thêm lần nữa. 2 cộng sinh của 3, phần tử đầu tiên là 3 và cộng sinh của list rỗng. Thì lúc này thì cuối cùng là list rỗng lên ở mát với thằng này thì list rỗng thì bằng 0. Thì tương tự đây thì cái vòng lặp đã kết thúc. Tương tự với để dừng để quy đó. Thì tổng của cái này sẽ trả về cái số nguyên là 6. Ok, phần tiếp theo thì những cái bước để chúng ta sẽ tạo bước để chúng ta tạo cái hàm để quy vậy. Thì thường thường ví dụ hàm sum thì chúng ta sẽ khai báo cái thai của cái hàm nó như vậy. Thì không những trong đệ quy mà bất kỳ cái viết một hàm nào thì đầu tiên chúng ta phải khai báo cái thai của cái hàm đó. Thì bước thứ hai sẽ liệt kê ra tất cả những cái cây mà có thể và dựa vào cái input đầu vào. Thì ở đây chúng ta sẽ liệt kê ra những cây thì thường ví dụ này thì chúng ta sẽ thường có hai cây, ví dụ đầu vào là dựa vào input đầu vào thì đầu vào chúng ta sẽ có một cái mảng số nguyên. Thì cái mảng thì xin lỗi, một cái list số nguyên thì cái list thì có thể list rỗng và list không rỗng. Thì chúng ta có thể hai trường hợp đây là list rỗng và list list không rỗng. Ở giữa những cái cây đã khai báo thì chúng ta sẽ xác định thử những cái cây đó đã là đơn giản nhất chưa, rồi chúng ta xử lý thôi. Thì để, cái này là một cái ví dụ đơn giản nên thì cũng cũng không có gì phức tạp ạ. Còn và chúng ta sẽ nghĩ rằng những cái tham số, những cái tham số hay những cái toán tử hay những cái giá trị mà chúng ta sẽ cần dùng cho những cái hàm để quy đó và define những cái cây cái trường hợp còn lại. Và dựa vào tất cả những cái bước đó thì chúng ta sẽ xem xét lại cái hàm đã được cái hàm để quy đó được định nghĩa cách đơn giản hay là chữ ký thiện cách chung chung tổng quát nữa. Hay là những gì sẽ làm có như dự tính của ta. Thực ra đây là những cái những step mà bên developer có kinh nghiệm hay bên IOG họ 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 làm và họ họ liệt kê ra trong bài giảng. Thì không không nhất thiết phải theo những step như thế này ạ. Ok, thì có một vài ví dụ của hàm mà built-in sử dụng để quy thì em xin phép sẽ switch vào cái bài học gốc của IOG để cho tiện. Thì xin lỗi để em. Ok, thì em xin phép bắt lại cái bài học gốc của IOG để cho tiện hình dung ạ. Thì trước khi vô ví dụ cụ thể thì có một hàm gọi là hàm thương của một lít. Thì như cái những step để tạo thì trước tiên thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái chữ ký của cái hàm để quy.
và chúng ta sẽ list ra những trường hợp cây cơ bản nhất mà có thể, ví dụ như đầu vào là một list thì có thể list rỗng và list không rỗng, và sau đó xác định những cái giá trị hay toán tử cần, thì giá trị có thể là thường á, sinh á, thì list rỗng sẽ được không, nhưng mà thường á, list rỗng thì chúng ta nên trả về một, vì khi mà cái phần tử cuối để dừng cái để quy á, mà bằng không á, thì sẽ trả về hoàn toàn cái hàm này sẽ trả về bằng không rồi, nên chúng ta sẽ chọn cái giá trị là một, và cái toán tử là nhân. Thì tương tương tự như sin thì chúng ta sẽ lấy cái phần tử đầu vào nhân cho những cái phần tử nhân cho những phần tử còn lại trong list. Thì em sẽ thử chạy bằng tay của hàm này, thì ví dụ như product của một list là 1, 2, 3 thì tương tự đầu vào thì 1, 2, 3 thì không đóng thì nhảy xuống dưới là có 1 và nhân với product của 2 và 3. À, tương tự này chưa rỗng thì lại nhân với 2 và nhân với product của 3, và phần này cũng chưa rỗng, chưa phải là list rỗng, thì 1 nhân 2 và nhân 3 và nhân với một list rỗng, và list rỗng chỗ này thì tương đương với 1, thì suy ra là giá trị là nhân là 6. Ok. Ok, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết của những cái hàm built-in trong Haskell mà dùng để quy để define. Thì hàm đầu tiên là hàm end, chức năng của hàm này là kiểm tra trong một cái list tất cả cái giá trị trong cái list đó có true hay không. Nếu là true thì sẽ trả về là true, còn một trong những phần tử của list là false thì trả về là false. Thì tương tự đầu tiên chúng ta cũng phải định nghĩa, bước đầu tiên thì chúng ta cũng định nghĩa chữ ký của hàm end. Thì đầu vào là gồm một cái list với kiểu dữ liệu là boolean, và đầu ra sẽ là boolean. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa những cái trường hợp mà có thể xảy ra cho clip này, thì cũng tương tự như hàm tính tổng và hàm tính thương của một clip, thì chúng ta cũng có hai trường hợp là trường hợp list này rỗng và không rỗng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn những cái giá trị cho end. Ok, thì ở trong cái end này thì x là giá trị đầu vào, và cái một toán tử là end là toán tử end đó. Thì là so sánh với đấy, và gọi lại những cái theo, có nghĩa là
Phần tử đầu tiên là true for và xem xét thêm những phần tử còn lại là gọi lại hàm end của tail của cái list đó. Ok, thì và cái giá trị gọi là của base case thì thường giá trị của base case này chúng ta sẽ define là true, bởi vì ở đây chúng ta sẽ so sánh tất cả các phần tử trong list liệu có là true hay không, thì base case rỗng thì trả về true để stop lại dừng dừng lại cái hàm để quay như lại. Ok, những cũng cái define gọi là kết thúc một cái hàm end, thì thử những giá trị như vậy thì true for true thì giá trị x và for thì đây có giá trị for thì cuối cùng sẽ trả về for, và xem xét cái biểu thức như vậy thì ba nhỏ hơn hai là true và bốn và bằng bốn là true, thì cái này sẽ trả về true. Ok, so tiếp theo em sẽ xin phép được qua hàm viewing là len. Thì chức năng của hàm len là nhận một cái đầu vào là list và trả trả về cho chúng ta là cái độ dài của clip đó. Thì đầu tiên cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng định nghĩa chữ ký là một clip, thì một clip đó thì không không cần biết là cái dữ liệu gì, thì chúng ta để thay là biến kiểu dữ liệu và trả về một cái độ dài của clip đó thì integer. Ok, thì cũng tương tự như những cái hàm khác thì chúng ta sẽ định nghĩa những cái case cơ bản, những cái case mà có thể xảy ra trong clip, thì clip có thể là rỗng và clip không rỗng, và chúng ta sẽ xem xét cái giá trị, ví dụ như clip rỗng thì sẽ trả về là không, và tương tự ví dụ như list không rỗng thì như thế nào list không rỗng, thì ở trường hợp này chúng ta sẽ x là phần tử đầu tiên, thì có nghĩa là phần tử đầu tiên x thì chắc chắn là một rồi, cộng với gọi lại cái độ dài của cái theo của cái list, cái độ dài của cái mã còn lại sau x. Thì có trường hợp này là ví dụ như x này mình là không không cần quan tâm cái giá trị của nó luôn, thì mình có thể gạch dưới này, mình có thể viết ngắn gọn lại gạch dưới này, cũng không cần x gạch dưới và xs cũng được. Thì ví dụ như len của 1 2 3 4 5 cũng list 1 2 3 4 5 thì sẽ cao ra là bằng 5. Còn tương tự với len của một cái range bảng chữ cái A tới Z thì 26. A tới Z 26. Em xin phép chạy thử cái về 24 chữ cái. Xin lỗi, em thử chạy thử lệnh. Xấu một tí rồi. Xấu. Xin lỗi em tưởng 24 cái nha. Ok. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét hàm reverse. Thì hàm reverse này là chức năng của hàm reverse sẽ là
đảo reverse một click, đảo một click. Ví dụ như một click 1, 2, 3, 4, 5 đảo lại thành 5, 4, 3, 2, 1. Gọi vậy. Thì revert này thì đầu vào là list và đầu ra cũng list và một cái type bất kỳ đúng không ạ? Thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng xem xét là list là rỗng và list không rỗng. Vậy trường hợp list mà rỗng thì sẽ trả về những cái byte để dừng cái đệ quy, cái vòng lặp là một list rỗng. Còn trường hợp mà list không rỗng thì cái byte chúng ta sẽ định nghĩa, ví dụ như phần tử đầu tiên là x thì revert lại thì nó sẽ nằm ở cuối, thì có nghĩa là một cái mình một cái mình sẽ add một cái list cho cái phần tử đầu tiên và cái đề quy cái gọi một cái hàm gọi lại hàm revert cho cái tail của những cái thằng những cái giá trị còn lại. Thì có nghĩa chúng ta sẽ dùng cái toán tử cộng cộng revert. Dạ, tương tự như vậy. Một ví dụ đây, ví dụ stress thì sẽ desserts. Ok, tiếp theo thì sẽ chúng ta sẽ đi vào cái hàm là drop, build hàm build drop. Thì mục tiêu của hàm drop đây là sẽ là remove remove n phần tử ở trong một list. Thì trước tiên thì chúng ta cũng định nghĩa hàm, xin lỗi, định nghĩa cái chữ ký của hàm drop này. Thì chúng ta remove n phần tử của một list thì n phần tử này là một số nguyên, một số nguyên in và list thì list a và trả về cũng cùng một list cùng thai với mới một list đầu vào. Ok, thì chúng ta sẽ liệt kê những cái trường hợp mà có thể xảy ra trong hai giá trị đầu vào. Thì trường hợp đầu tiên thì có thể là n sẽ bằng 0 và một cái list rỗng và n bằng 0 và một list không rỗng. Thì trường hợp tiếp theo là n là một n nói chung là lớn hơn không. Trường hợp này có thể là nhỏ hơn bằng không. Trường hợp này xin dưới có lý có trường hợp đã xài lớn hơn không và lít rộng và một n là lớn hơn không và lít không rộng. Thì theo ra định nghĩa chúng ta lít ra trường hợp là ví dụ n không và lít rộng thì ra rộng, n bằng lớn không và lít rộng thì cũng tương tự ra rộng. Và trường hợp không, nếu mà bằng không và một lít không rỗng thì cũng không không cần phải drop. Còn trường hợp với n và trường hợp với lít dương đi, n dương đi và lít không rỗng thì chúng ta sẽ xem xét tiếp và xét. Ok, thì trường hợp này thì chúng ta sẽ gọi như drop
có nghĩa là bỏ, ví dụ như phần tử đầu tiên là một, phần tử đầu tiên là x là một, vậy chúng ta sẽ gọi lại hàm drop với n trừ một, thì có nghĩa là lúc này ví dụ n bằng ba một, là để em đến muộn. Ví dụ chúng ta có một list 1, 2, 3, 4, 5 và ví dụ n bằng 2 đi cho nhanh, n bằng 2 thì hàm này chúng ta ví dụ sẽ remove hai phần tử của này, có nghĩa là remove 1 và 2. Thì phần tử đầu tiên là 1 tương ứng với x và xs là tương ứng những còn lại, thì lúc này chúng ta sẽ gọi lại hàm drop với n trừ 1 và cái xs của này, thì tương tự lúc này sẽ n trừ 1 là n giảm là cộng 1 và một cái hàm một cái list mới là 2, 5 và drop tiếp là n lúc này là 0 và list này 3, 4, 5. Thì tương tự với nhảy vô trường hợp này là list drop 3, 5. Ok. Ok, thì viết ngắn những cái cây này chúng ta liệt kê ra những cây có thể xảy ra cho hai giá trị đầu vào n và một cái list, thì chúng ta sẽ xem xét thử có những trường hợp nào chúng ta có thể làm ngắn gọn hơn. Ví dụ như phần list rỗng, trả về một list rỗng thì có n đầu vào là không hoặc n và một lý rỗng, thì chúng ta có thể không cần, chỉ cần lý rỗng thì chúng ta cũng không cần quan tâm rằng cái drop bao nhiêu n, thì cũng trả về lý rỗng, thì viết là chúng ta viết ngắn gọn lại là dấu hạch dưới và một lý rỗng, thì cũng không cần quan tâm cái n thế nào, với lý rỗng là trả về lý rỗng và giữ nguyên. À, còn cái trường hợp là ví dụ như phần tử đầu tiên nó cũng giá trị đầu vào n là đầu vào n thì là dương, một số dương lớn không, thì chúng ta cũng không cần quan tâm cái giá trị đầu vào của phần tử đầu tiên của x là như thế nào, thì chúng ta cũng để dấu hạch dưới. Ok, có trường hợp nữa là ví dụ như trường hợp đầu vào sẽ giá trị chúng ta cần đầu vào n sẽ là nhỏ hơn không, thì chúng ta cũng cần xem xét một cái trường hợp là xs n nhỏ hơn không, thì ra x nhỏ hơn bằng không thì sẽ ra xs và ok. Thì ta sẽ xét trường hợp ví dụ như nhỏ bằng không, thì chúng ta sẽ làm một cái pattern là thêm một cái ga nhỏ bằng không thì cũng phải trả về xs tương tự vậy, chỉ thêm một cái ga đây thôi. Và thay vì không thì giá trị đầu vào là xem xét thì mới ra là nhỏ hơn không. Ok, thì lúc này drop âm 3 của thằng này thì sẽ trở về một cái thằng là tương tự như vậy, x 123. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới cái hàm tech. Ok, cái hàm building tech.
thì ngược ngược với hàm drop thì hàm test sẽ giá trị đầu vào sẽ lấy n phần tử n phần tử trong một lít trong một lít thì giá trị đầu vào thì có hai hai giá trị đầu vào là n với kiểu là in và một lít. Cũng cũng chúng ta cũng không cần quan tâm cái kiểu gì thì để biến a thì trả về một cái list với cùng kiểu với list đầu vào. Hiện tự chúng ta cũng xét những trường hợp là n không list rỗng, n cũng không và list rỗng và à, xin lỗi list list không rỗng và giá trị n bất kỳ lý rỗng và giá trị n và lý không rỗng thì trường hợp này thì giá trị bằng không anh n bằng không và trường hợp thách lý rỗng thì sẽ trả về chúng ta một list rỗng rồi chúng ta sẽ xem xét theo cây là một giá trị n dương cùng với một cái list không rỗng thì tương tự sẽ phần tử đầu tiên x thì phần tử x và chúng ta dùng toán tử const để thêm vào toán tử con những em nhớ là bài học 2 là để prepend thêm vào một phần tử một trong list và chúng ta gọi lại thách n phần tử thì chúng ta sẽ giảm đi một lần của cái tail của cái list đó. Ok, chúng ta cũng xem xét lại cái hàm để làm cho hàm gọn hơn thì những cái chúng ta sẽ xem xét ví dụ như cái không phần tử và chúng ta không quan tâm đến cái list đó là rỗng hay không rỗng thì trắng sẽ trả về là bằng rỗng rồi vì chúng ta không không cần phải lấy phần tử nào và chúng ta xem xét một cái trường hợp là list rỗng và không quan tâm đến đến n giá trị n thì sẽ là rỗng. Ok thì chúng ta chạy thử với ba phần tử trong clip 1 2 4 5 thì sẽ trả về ba phần tử đầu tiên 1 2 3 và chúng ta sẽ test trừ 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 ba nghĩa là âm thì sẽ trúng vô cái trường hợp là thách không không quan tâm đến đến n gì sẽ trả về lý rỗng. Ok, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cái hàm map. Hàm map là một hàm header order function thì cái function sẽ apply đến có nghĩa là cái function sẽ apply cho mỗi phần tử của list đó. Thì có nghĩa đầu vào là một cái hàm chúng ta định nghĩa thay đầu vào một cái hàm và một cái list
thì cái hàm này thì sẽ mỗi phần tử của click sẽ apply cái hàm mà trả về giá trị B, thì tương ứng kết quả chung thì trả về một click B. Thì chúng ta cũng xem xét trường hợp là một cái hàm mà với một click rỗng và một cái hàm mà click không rỗng. Ok, thì chúng ta cũng xem xét trường hợp là có cái trường hợp là không quan tâm cái hàm luôn thì cũng trả về là lý rỗng, thì chúng ta cứ để dấu gạch dưới. Ok, thì tiếp theo thì sẽ xem xét cái những cái biểu thức phía sau của một cái hàm và list không rỗng. Thì ở đây thì như cái chữ ký cũng đã nói, thì apply mỗi mỗi cái list mỗi phần tử trong cái list này đến cái hàm này thì chúng ta sẽ fx và s vào vào cái con với cái toán tử con cộng vào cái đầu vào, là chúng ta lập lại hàm gọi là map f và tail của list. Thì chúng ta sẽ chạy thử hàm này, là ví dụ chúng ta có cái hàm là cộng 1 map cộng 1 với một click 1 2 3 4, thì tương tự sẽ trả về là map của 1 cộng 1 là bằng 2, 2 cộng 1 là 3 và 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 1 là 5. Vậy chúng ta trả về một click là 2 3 4 5 cũng tương tự. Và cái toán tử cộng cộng thì ở đây thì và một click string hay cộng với thang ra một cái string mới. Ok, phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về filter. Ok, filter và any thì cũng được dùng trong trong bài vừa rồi. Thì mục đích của filter này là để filter những phần tử trong một click xem có khóa cái điều kiện của cái hàm đó hay không. Thì chúng ta cũng có một gọi là một cái hàm và một cái list A, và list A thì giá trị đầu vào của hàm đó nếu thỏa thì sẽ đưa ra giá trị đầu vào cũng là một list với phần tử là phần tử A mà thỏa đã được check trong cái hàm. Thì tương tự chúng ta sẽ có những base case như là một cái hàm B và một cái rỗng thì sẽ như thế nào, và một cái hàm B mà list không rỗng thì như thế nào. Thì tương tự chúng ta cũng không, nếu mà một list rỗng thì chúng ta cũng không cần quan tâm cái hàm đó và sẽ trả về rỗng. Còn một cái hàm và list không rỗng thì chúng ta sẽ xét trường hợp của cái hàm mà kia bx. Ok, thì trường hợp mà cái hàm bx này là true thì nó sẽ s vào
vào một cái list và cũng filter filter tiếp. Nếu mà cứ true thì add vào list, còn còn không thì chúng ta sẽ không cần add. Nếu mà for thì chúng ta không phải cần add cái phần tử nó vào list, thì chúng ta sẽ dùng ra đây để xem xét. Ok, thì với những cái ví dụ của filter thì sẽ có một cái hàm là kiểm tra thử true không, và một list true for thì chỉ list ra những cái giá trị nào true thôi, và một cái hàm là kiểm tra cái kiểm tra cái list đó có cái ký tự dấu chấm than không, thì sẽ trả về cái list của string nào có dấu than thì sẽ trả về cái giá trị đó, ví dụ như hay. Ok, thì đây là một cái hàm mà kiểm tra sau mũ hai của cái mỗi phần tử mà nhỏ hơn 34 thì list ra, còn không thì sẽ loại bỏ. Thì trường hợp này 1 2 3 và 4 5 6 thì thỏa cái điều kiện, thì 7 9 trở lên thì có thể không thỏa. Ví dụ 6 6 mũ 6 6 3 6 đúng rồi, 7 4 9 rồi. Ok. Thì đó, chúng ta cũng lược sơ qua những cái hàm cơ bản, những cái hàm built-in cơ bản mà dùng mà để quy. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái fold right pattern, mục đích sử dụng nó trong để quy như thế nào. Fold right và fold left call. Ok, thì ở phía trên thì chúng ta cũng có định nghĩa cái hàm để quy cho sin, rớt, and, dùng cái toán tử gọi là infix. Thì dưới này chúng ta có thể viết lại thành prefix, thành dấu mở và đóng của toán tử. Ok, thì hàm for đi, thì nó sẽ có mục đích, nó sẽ có ba cái tham số đầu vào. Cái đầu tiên á là một cái hàm để kết hợp những cái element, một cái giá trị trong list. Nghĩa là nó sẽ thích cái nó sẽ lấy hai cái giá trị, một cái là gọi là base giá trị và một cái giá trị của list, và ra một cái giá trị mới. Ok, và một cái base value để là cái hàm for đi start vào một cái list. Thì thứ tự thì chúng ta có cái chữ ký của for right là một cái hàm với đầu vào là cái giá trị của một list thầy A, và một cái base là B và trả về một giá trị B. Ok, thì tương tự những cái tương tự những cái case cơ bản của hàm để quy, thì chúng ta có là cái for và
một cái hàm F giá trị bay và một cái list rỗng hoặc là list không rỗng. Ok, thì như cái định nghĩa đây thì chúng ta khi mà list rỗng thì nó sẽ trả về cái giá trị B là chính là V này, là cái base value này, và chúng ta cũng không có cần phải quan tâm cái hàm để check những phần tử trong list rỗng. Còn ví dụ như một cái list không rỗng thì tương tự nó sẽ lấy một cái hàm này sẽ lấy một cái giá trị của phần tử đầu tiên trong list và gọi lại cái hàm phong F và V và cái tail của list. Ok, thì để một một ví dụ là chúng ta sẽ dùng sinh, chúng ta sẽ dùng hàm sinh ở phía trên, thì for của sinh của cái hàm cộng và cái base của cộng là không và cộng cho một list là 1, 2, 3, 4. Thì đây là hàm đầu tiên, thì chúng ta thấy cái hàm cộng 1 và gọi for của hàm cộng và không của theo của list không. Tương tự chúng ta chạy tới khi mà for của hàm cộng đi là bằng nên thì sẽ bằng một cái list rỗng thì sẽ trả về cái base giá trị là không. Thì tương tự cái hàm cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4 này thì sẽ viết lại thành một một là cộng cho cộng đây là cái hiện tại đang để là prefix, thì chúng ta sẽ viết lại infix 4 cộng 0 và 3 cộng với 4 và 2 cộng với 7, 2 cộng 7 và 1 cộng với 9. Thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái for right này, cộng từ bên phải sang bên trái. Ok, thì cũng tương tự như phần tử thương, chúng ta có thể viết ngắn gọn hàm sinh. Thay vì ở trên thì chúng ta có define sinh có những bay cây là của rỗng, list rỗng, thì chúng ta có thể viết lại hàm sinh đây thành for right và phần tử cộng bay giá trị là không, và đây là đang dùng boy freestyle hay là partially function apply, nên có thể lược bỏ cái click đầu vào. Và tương tự cho hàm thương, một số viết ngắn gọn thành for right và toán tử nhân thì bay giá trị của thương là sẽ một, và tương tự với hàm n thì base sẽ là true. Ok, thì ở đây có một phức tạp hơn về hàm for right, thì thay vì chúng ta sử dụng những cái toán tử có sẵn như cộng nhân, thì chúng ta có thể định nghĩa một cái hàm là cho cái đầu for. Ok, thì chúng ta có một cái hàm len như cái trên,
Hàm lên đi sợ em sẽ cái hàm lên em sẽ back lại cái hàm lên để check cái define đây hàm lên check cái define của hàm lên thì anh chị dùng toán tử cộng có nghĩa là bất kể cái giá trị đầu tiên là gì cũng là một cộng cho cái len lại cộng 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 thì thay vì đấy ở dưới for chúng ta có thể define một cái function ở đây sorry là chúng ta có thể define một cái function thì function này sẽ là một cái lambda function với hai giá trị đầu vào. Nghĩa là hai giá trị đầu vào thì chúng ta cũng x không có chúng ta không cần quan tâm cái ignore x không có cần quan tâm giá trị đầu vào x gì thì chúng ta cộng một một cái s cộng một cho một cái giá hàng số cộng một một hàng số. Ok thì chúng ta có thể viết lại hàm len theo for theo cái dạng là for và một cái hàm này lambda như trên trên này và cái bay giá trị là không thì tương tự tại thế này thì cũng cũng ra cái len của cái list nó là bằng 5. Ok thì tương tự hàm revert. Hàm revert thì chúng ta cũng có cái dạng là chúng ta cũng có thể viết một cái hàm lambda x và xs thì x giá trị là vào theo thì tương tự và cái mảng xs cộng với cái theo hắn thì base case của nó là rỗng thì tương tự như vậy chúng ta sẽ được cái kết quả khi mà chạy cái hàm này thì chúng ta sẽ được kết quả như thế này. Ok thì trường hợp mà cái case revert viết ngắn gọn này thì hiện tại chúng ta đang dùng toán tử cộng cộng thì em nhớ rằng ở cái bài 2 cũng có nói về toán tử cộng và cái toán tử con này thì toán tử cộng này sẽ khi mà cái đầu vào của nó quá lớn đi thì dẫn đến performance dẫn đến performance sẽ có vấn đề về về performance nên vì vậy chúng ta sẽ dùng cái toán tử cons là để hạn chế về vấn đề bờ của mình đó thì khi mà dùng toán tử con đó thì lại tiến tới một cái gọi là fold left tại vì fold right đó, là chúng ta đang cộng cộng từ cái bên xin lỗi có chat này hình như mic của Đức bị nhỏ hello 937 anh nghe thấy bình thường mình nghe ồ xin lỗi. Ok, thì cái for right thường chúng ta sẽ cộng từ bên trái cộng cộng sang thì tương tự toán tử cộng cộng này khi mà nó sẽ cộng từ bên trái xin lỗi cộng từ bên phải cộng sang nhưng mà khi mà cộng cộng bình thường không chi nhưng mà đây cộng cái này là add hai list vào nhau thì khi mà add hai list vào nhau thì đầu tiên sẽ kiểm tra chạy hết qua tất cả các phần tử của clip đầu đó. Nên dẫn đến performance là có vấn đề từ đó thì sẽ dẫn tới mình sẽ có dùng cái toán tử con mà dùng toán tử con đó, thì mình phải dẫn đến cái trường hợp là chúng ta sẽ S từ bên phải thì con mà S một cái phần tử vào click nó thì nó sẽ
dẫn đến là tính toán là từ bên 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 trái và bên phải thì chúng ta có một cái hàm gọi là hàm Fold left. Ok. Ok. Thì có một cái fold left thì tương tự chúng ta cũng định nghĩa fold left fold right cũng xem nhau, nhưng mà cái cách hoạt động sẽ là cộng, ví dụ như hàm toán tử cộng sẽ cộng từ bên phải cộng qua. Thì đầu tiên chúng ta thấy là fold, hàm nghĩa là fold cộng và hàm cộng cho một là hoàng tử đầu tiên, đẩy một hoàng tử đầu tiên một ở vào hết tính cộng này và không. Thì tương tự tại đến khi mô cái define là click rỗng thì sẽ trả về giá trị của v là giá trị của không tương tự. Thì cái hàm viết viết như thế này thì tương tự là nó sẽ cộng cho không cộng như một, và ở từ đó thêm là một cộng cho hai, và đây là hai ba cộng cho ba, và cuối cùng là sáu cộng cho bốn tương tự, trả ra kết quả 10. Em nhớ có cái cây mà anh Tú có gửi trong cái mà lược bớt cái gọi như boy freestyle đó, cộng cộng. Thật ra lúc đầu em đọc em cũng không hiểu cái mà cộng cộng mà anh Tú biết, mà thấy sau đi thấy chạy như thế này thì cũng hiểu, dần dần hiểu thôi. Ok, thì mục đích của fold left là chạy ngược lại fold right thì tương tự như vậy. Đây, bởi vì đó, chạy từ left sang chúng ta sử dùng toán tử coins thay vì nó cộng, thì chúng ta có thể định nghĩa hàm revert lại là hàm fold left, và cái một cái hàm đơn giản x in hàm lambda đơn giản là đầu vào là x y, và trả về một cái mã ngược lại mã là y là x. Thì trường hợp này thì nó cũng so sánh được phong mình thì hiện tại bên bài giảng thì họ nói vậy thôi, chứ em cũng 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 chưa chạy đi cao so sánh hơn nhau như thế nào bao nhiêu giây gì. Ok, phụ lại phụ lại à, có một đặc điểm mà khi một đặc điểm của for left và for right ở đây á, là với mà toán tử cộng á, thì không có chi, nhưng mà đụng vô phải toán tử trừ á, là nó lại có vấn đề. Vì chúng ta thử đây thì ra true, ví dụ for right cộng đi, vì cộng dù có cộng bên phải trước hay cộng bên trái trước thì không có vấn đề gì, nhưng mà đụng phải cái toán tử trừ á, là ví dụ như nó trừ một ở đây ra trừ 10, và trong khi nó trừ của for right á, là ra là hai, vì trừ trừ phải qua trái, trừ trái phải sẽ bị ngược, nên cẩn thận khi khi dùng toán tử trừ á. Em nhớ bài trước cũng cũng có một cái trường hợp là toán tử trừ này nó cũng cũng có cái nốt, và chúng ta có thể dùng cái subtract gì đó, trừ một cái hàm subtract. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập với
cái hàm folate khô, thì mục đích tại sao chúng ta phải dùng cái hàm một cái hàm folate khô, thì trong cái hàm folate và folate á, thường khi mà chạy chạy thì nó sẽ giữ cái tài nguyên của cái bộ nhớ. Có thể nhiều khi chạy đến một cái trường hợp màu mà quá lớn đi thì nó sẽ bị cái là stack overflow, sẽ dẫn đến tình trạng lỗi. Thì ở đây thì có một cái folate khâu đấy, là mục đích của nó chạy ấy, là nó sẽ có nghĩa là reduce, nó sẽ gọi như giảm cái những biểu thức ở những cái bước trung gian ấy. Thì có nghĩa là không, hắn giảm lại dạng lazy lazy á, tính lazy á, để giảm thì dẫn đến thì hắn sẽ đỡ đỡ chiếm stack của bộ nhớ hơn, thì dẫn đến hắn sẽ nhanh hơn. Ví dụ như trường hợp là có thể chúng ta dùng toán tử cộng trong một cái list mà đến 1 triệu folate mà cộng 1 triệu, thì có thể dẫn đến trường hợp là cộng quá nhiều, dẫn đến gọi là hắn chiếm stack quá lớn thì dẫn đến exception lỗi. Còn mà trường hợp mà chúng ta dùng folate khâu thì sẽ không vấn đề, thì trường hợp này sẽ ra được tính toán được. Ok. Thì folate khâu với folate thì cũng cũng là cái định nghĩa tương tự với nhau đó, cũng cũng không có gì khác. Thầy thầy sao không có gì khác, nhưng mà tại sao nó lại là cái sự khác biệt trong cái phép toán này? Tức là Về cái thuật toán thì không có gì khác anh, nhưng mà cái việc hắn sẽ folate khâu thì hắn sẽ làm một vấn đề là nó sẽ không có giữ cái stack. Ví dụ như khi mà anh chạy thì hắn sẽ giữ những stack này để tính toán, nhưng đây là hắn giảm những cái biểu thức ở những bước trung gian rồi, thì làm cho có thể là nó không có chiếm nhiều stack của bộ nhớ. Thì hiện tại mà để chứng minh giảm thì em cũng hiện tại em chưa có cách nào để chứng minh đó. Thì đa phần là đọc lý thuyết đó. Thì ở đây có những cái ví dụ đây thì họ cũng recommend là không không có nên chạy, và cái đi chạy sẽ ra thì không mình không nghĩ là cần phải chứng minh, nhưng ý là cái sự khác nhau giữa hai cái thằng hàm là nó ở khác nhau ở cái điểm nào? cơ bản nghe em đọc thì hai cái này thì hắn cũng tương tự nhau, về define thì tương tự nhau đó, nhưng mà bên folate khâu đi, nói chung là vẫn có một cái nốt này thì em cũng chưa đào sâu vào cái folate khâu đi nó sẽ như thế nào đó. Thì cái nốt là review cái biểu thức ở những bước trung gian nên dẫn đến không có chiếm cái stack của cái bộ nhớ thôi. Nếu nếu anh có tìm hiểu sâu hơn thì anh có thể chia sẻ. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, thì mình cũng chưa 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 tìm hiểu về cái hàm fold fold binh này của nó, cũng chưa chưa hiểu lắm về cái nguyên tắc.
Nhưng mình cũng chưa hiểu là cái chỗ kia nó tràn số thì nó do cái khúc nào. Tại vì Dạ, có nghĩa mình là ví dụ như em thấy thì có nghĩa cộng một là hắn cứ giữ giữ chạy 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 cộng đến khi mô hắn không dạng không có lazy sao nhớ em có thể là có tính fold left call này có thể là hắn mang có cái tính lazy trong đó còn cái fold left này không có lazy là nó cứ cộng giữ giữ nguyên stack đó đến khi mô mà đến khi mô lọc mà đụng phải cái base cây á thì mới dừng và hắn tính lại sao còn còn có thể là thằng fold left call nếu có tính lazy nên không có cần phải giữ lại cái stack của memory theo theo có thể em phỏng đoán như vậy còn em cũng chưa đào sâu cái thuật toán này là của fold left call nhé. Để Ok thì có thể em sẽ tìm hiểu tiếp cái vấn đề này. Em cảm ơn anh. em hiểu thì cái chỗ phone mà nó có dấu nhái là nó để kiểu như nó giống thì nó làm cái chuyện mà cái dòng lặp bình thường ở những cái ngôn ngữ khác làm được, ví dụ như những cái ngôn ngữ khác mà cái dòng for thì cứ cứ sau mỗi một cái dòng for á thì cái stack của cái dòng for đó nó sẽ bị clear đi, còn nếu như mình dùng để quy trong những ngôn ngữ khác á, thì mỗi lần lớp như vậy cái stack của những cái lần trước nó đều giữ lại, tức là từ đó nó sẽ build up cái memory, thì em nghĩ cái for phẩy này là để giảm cái chuyện stack đó thì em hiểu rồi, nhưng mà cái cơ chế thì chắc là phải xem thêm, nhưng mà cái ý em là tức là phải bằng cách nào đó mà mình phải làm cho nó có thể hoạt động giống như cái for của những cái khác đúng không? Kiểu như không thể nào mà cứ mỗi dần lúc là phải build up cái stack luôn được. Giờ nhưng mà ở trong Haskell lại không có lớp nên nên Ý cái ý là cơ chế em hiểu là không không có lớp, nhưng mà nếu như mình xài recursion là phải có một cái cơ chế nào mà không build up cái stack lên thì cái này là giải pháp đó. Cái này chắc có phải Ok. nếu mà đào sâu thì chắc là em phải có thời gian em sẽ tìm hiểu tiếp ạ. Dạ cái này hai Cái này là mình nên tìm hiểu sâu về trong cái hàm mà không có cái dấu nháy ấy. Sao nó chạy như nào, nhưng mà bây giờ mình nói về cái phần ứng dụng ấy. Thì bây giờ nếu mà sự khác nhau như vậy thì bây giờ mình có xài for lab bình thường không, hay là mình xài for lab phải thường ở khúc dưới cũng có những cái nốt của chắc em nghĩ là những cái developer thì họ cũng có nốt thì for left là hiếm khi dùng, đa phần sẽ dùng for left call. Cái phần cuối cũng có nốt, nhưng mà cái này thật ra lúc này em cũng để nói thì cũng không hợp lý với em, tại vì em cũng chưa có trải nghiệm nhiều á về cái có lẽ Haskell là nữa. nếu vậy thì là cái hàm mà hàm built-in người ta dựng sẵn thì lại 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 khuyên là hạn chế dùng. Không cái hàm xin lỗi anh, cái hàm for left call này á cũng chính là cái hàm view in nè. Em quên nốt lại rằng là cái hàm for left call này cũng là chính là cái hàm view in, vì ở những cái bài giảng phía trên là họ hay dùng sin call nó để phân biệt là cái hàm view in và không view in, nhưng mà có một cái nốt gọi là ở trên đây là hàm call này cũng chính là một cái hàm view in chứ không phải là cái này cái đầu tiên luôn, em quên nói về định không ấy, bởi vì đã tồn tại cổ và không phải là đụng độ đó, cứ có nghĩa là cái hàm for left call này cũng là hàm built in trong Haskell luôn ạ, chứ không phải là mình để lấy ra mình làm cái ví dụ khác cho cái for left đó. Nên 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 nên, nên để tìm hiểu sâu cái cơ chế của hắn thì chắc là phải em dành thời gian tiếp em đọc về cái thằng này hơn. Thì cái phần cuối thì cũng họ sẽ recommend khi nào sử dụng for left, for right, for left call thì ra em cũng chưa có trải nghiệm nhiều hết cô nên cũng cũng đọc thôi, còn họ khuyến là for left thì
hiếm khi dùng. Còn giữa dùng hay không thì dùng giữa Folip Cold và Folip Bright thì có những cái nốt này. Ok, thì có thể bài cái buổi trình bày hôm nay của em tới đây nhỉ? Rồi có cái phần bài tập thì như thường lệ thì các anh có thể coi ở phòng Hồng Quốc, thì có các anh có cần thảo luận thêm hay phần nào thì mình có thể thảo luận tiếp ạ. Em cảm ơn các anh. Hello, Ok, các anh cảm cũng ơn cần. Đức. Mọi người có thêm câu hỏi gì cho Đức không? Nếu các anh có cái idea gì để thảo luận thì write link để cùng thảo luận. Ví dụ như hồi nãy em cũng không có đề cập với for left call nó làm dẫn đến tưởng đâu là không phải là một cái hàm begin ở trong trong Haskell. Em cảm ơn các anh đã nghe. Bởi vì nó không có cái hàm mà for right mà có cái dấu nháy hả? Không, hiện tại theo bài bài em coi thì cũng không có phâu ra dấu nháy không phâu thì thật ra không để không có. Cái full right, full left này nó có mấy cái phiên bản hàm liên quan cơ. Nó còn có full, mình nhớ là nó có full right 1, full full left 1. Thế thì để Ủa, phân biệt những cái hàm đấy thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. những cái đó là mình có thể cái nó là cái version cái bản nâng cấp dạng như framework hay là những cái riêng lẻ anh, ví dụ for right 1, for right 2 là riêng lẻ luôn anh nào. Về cách dùng thì nó cũng gần gần tương tự, nó chỉ hơi khác một tí. Cảm ơn anh, để có gì em sẽ coi. Có Cái cái nút. à Đức ơi, cho kéo kéo lên cái phần cái hàm phâu. Hàm phong ra hay Đây đây phong đây, không gì? không, câu nào cũng được, câu nào cũng được, câu lép đi. Đấy ở dưới này. Ở dưới đây mình thấy là cái giá trị ban đầu khởi tạo của nó là không đúng không? Câu lép này. Không xong tới một cái list đúng không? Một cái mảng. Bây giờ ví dụ cái mảng cái khởi tạo ban đầu nó là một cái list thì được không? Khởi tạo ban đầu thì không, cái base value đi, nó phụ thuộc vào cái hàm này này. Ví dụ như đây là cái hàm tính tổng của clip thì cái base value thường là một, thì anh có thể để Không. là Rồi rồi. xin lỗi, Rồi rồi anh hiểu base rồi, value là nhưng mà không. rồi anh hiểu rồi, nhưng mà vấn đề là bây giờ cái giá trị khởi tạo này anh sẽ thay một cái list rỗng, rồi Đúng. cái hàm này giống cộng á thì thay nó bằng dấu hai chấm được không? Dấu cộng, dấu hai chấm, dấu hai chấm là con đúng không? Rứa Đúng là rồi, anh tức là cũng ý là anh cộng. đang muốn muốn ném từng cái phần tử của bên này đúng không? Cái giá trị khởi Đúng. tạo của nó ban đầu là rỗng, rồi mình sẽ ném từng cái phần tử của bên này. Ý là mình đang thử để cho nó chạy, còn kết quả nếu mà ra thì nó sẽ ra được cái list mà ban đầu này đúng không? Vậy Thì vậy em nên thử quăng thử anh đi. Vậy như đây là sẽ con bộ. Để bỏ đi. theo em hiểu là không được á, chỗ nếu như đó là dấu hai chấm thì nó phải là nhận một phần tử chứ nó không phải là nhận một cái list, chỗ đó thì phải là hai dấu cộng thì nó Thì mình hợp sẽ lý viết hơn. lại cái hàm này anh. Ví dụ mình sẽ viết lại một cái lambda mô đó không với không tổng tự lực con anh. không không ý ý là theo như cái anh Tú thì nếu đổi dấu cộng nó thành dấu hai chấm á, và đổi số không bắt thành một cái mảng rỗng á, là nó không có khớp cái kiểu dữ liệu của cái toán tử với cái giá trị ban đầu, Không có cho nên chỗ dấu cộng đó, chỗ đó cái cơ dấu chế cộng của đó phải là nó. dấu hai Đức có thể chấm thử luôn. đúng không? Bây giờ Đức cứ thử đi, nhưng mà cái cơ chế của nó là như này để mình hiểu rõ về cơ chế của nó thôi. Ví dụ cơ chế của nó Em là hiểu. nó sẽ ném từng cái giá trị khởi tạo ban đầu nhá, nó sẽ ném từng cái phần tử vào trong cái hàm này và nó đưa Ok anh. đưa cái giá trị khởi tạo vào thôi. Còn đi em
Một cái bay là B và một cái lít là A trả về một cái A. Nếu thì mình phải đây là lít B đúng không? Thay vì như như này thì con của một cái hàm bảy quên right oh right con út mình đó là anh chọn mình. Ủa, theo anh thì em có cần phải định nghĩa hàm đâu. Em viết luôn là for loop ấy, xong là em viết theo như là cái yêu cầu của chỗ Vũ ấy là đúng không? Rất thôi thì Em không cần định nghĩa hàm, em viết luôn là for loop. Copy cái đoạn mã cái code ở trên Đây, cái anh ghép vô cái trình biến dịch nha. thứ Câu hôm đây cho em run. Vâng, wow. hai đứa. Em thay 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 thôi. Đã, ok. Thay cái phần thay đổi à. Đấy. Anh thử chạy Ừ. thử. Ra một lít Đấy. Rồi thế là mình hiểu cho được cái cơ chế của cái ừ. hàm for này rồi, là Dạ. nó hoạt động đúng như là cái tư duy mình đang hiểu ấy. Thế mà nó ra kết quả như thế là mình hiểu đúng. Đấy, có nghĩa là mình đang hiểu được rõ được cái cơ chế của nó là như vậy. Đấy. Đấy. Thì hoàn toàn hai cái giá trị khởi tạo với cái dấu với cái hàm mà mình có thể mình lựa chọn bất kỳ cái nào cũng được. Dạ, nếu mà đây là không là không đúng nha. Nếu mà con đi á phải là Rồi. một lít. Chứ còn Đúng rồi. mà con á không là vô vô không in á là không đúng. Bây giờ có cách nữa nhỉ, Đức có thể kiểm tra nữa là cái dấu hai chấm này Đức thay bằng dấu dấu cộng cộng á. Đúng Không. cộng cộng. Ở trong cái list này thì thay vì Dạ số em 1 nghĩ rất cũng đúng ạ. giờ Nghĩ đó em Đức Đức chuyển nó về cái dạng dạng chuỗi á. xin đúng anh. Đúng rồi, string ấy, chạc ấy, chứ không phải string nhỉ, dấu hai dấu dấu phết phết ở trên chứ không phải dấu Chạc hai à. hai đâu. Ừ. Chạc à. Chạc Phải nghe bấm em shift, có thể bấm bấm shift, chạc bấm à. shift. Bấm shift. Rồi đúng rồi đấy. Rồi, đấy. Không chạc à. Để em thử suy nghĩ đã. Chạc Thì à. hai cái này á nó sẽ là hiểu là chạc nhá, tức là chạc là chỉ có một cái, nó phải là string, string là nguyên một chuỗi, tức là nhiều nhiều cái chạc này cộng lại À nó thành không, như string. đây em nghĩ là đúng được anh. Tại vì thật Đấy. ra bản chất đó cũng là nối hai chuỗi thôi. Ví dụ từ từ Thế đấy, tớ. mình đang làm như này là mình đang đang có ý À là từ từ, cái nối này đâu là đấy. từ từ này. List. Cái này là em nghĩ lỗi rồi, cái này trong đây phải là string này. Tại vì thằng này á là nối hai cái list lại với nhau, nhưng mà khi mà nó ném cái thằng thằng này vào á, nó là chặt nên nó sẽ nó khác kiểu, ba khác kiểu, em chạy Đúng thử rồi, được không? như này là lỗi, như này là lỗi, bởi vì Dạ, nếu nó mà phải đây là là chín á, hai dấu nháy á, đúng. Em chạy thử luôn rồi. này. À, chứ. Nó xin lỗi, Dạ, đúng rồi. cái này là báo chắc cái chạc này người khác khác kiểu rồi, để em đây thử Không dấu. không không phải khác kiểu, mà tức là bây giờ mình đang hiểu nó nối những cái chạc nó nối lại nhau, thay vì 1 2 3 chạc riêng đúng không? Nó sẽ thành số Dạ. 1 2 3. À nó sẽ thành một cái chuỗi 1 2 3. Một hai ba này thì nó lồng vào bên trong kia thì không được. Đó, nếu là đứa là chửi nữa cộng chửi rộng rộng Thì như này là mình phải không. xem lại cái giá trị khởi tạo ban đầu nó là cái chuỗi rỗng ấy, Dạ nó sẽ là một để em thử cái một khác. cái string thế này.
Em nghĩ stream này là được này, tại vì hắn cộng nó hắn ném hắn, ví dụ hắn ném cái chuỗi một vô là lúc nghe chuỗi một cộng với một cái chuỗi rỗng là không được, nhưng mà em nghĩ ray là được này, đó như ray là được này, tại vì khi mà thằng stream chặt một à quên xin lỗi cái thằng này á, à xin lỗi, ví dụ như em ví dụ này là khúc ni hắn ném cái giá trị chặt này vô đây kết hợp với thằng lít rỗng, thì thằng ni đang là một cái string nhưng mà thằng ni ra là thằng chặt, nên hắn là hai cái thái khác nhau, nên Đúng nó rồi em đấy. nghĩ đó. Đúng rồi đấy, Đức hiểu đúng rồi đấy. Dạ Cái dạ hai hai cái này nó sẽ hai cái dấu nháy nhỏ nhỏ này nó sẽ hiểu nó là trạc, dạ ông rồi phải là chặt string. Mà trong dạ cái bên trong của thằng list giống nên nó đang ngầm hiểu là một string. Đúng dạ rồi. đúng rồi. Ừ. Nhìn nếu chỗ đó là Không, dấu hai chấm thì được. dấu hai chấm hả? dấu hai Không, chấm gì thì lại khác nha. Dấu hai chấm thì dấu nó hai lại thành chấm các cái là phần thằng tử. đi, nếu dấu hai chấm á anh sẽ khai Đúng. báo thằng đi là một cái em nghĩ như đi là đúng mà không. Còn không ý là dấu À hai chấm chỗ cộng cộng thành dấu hai chấm, rồi mấy cái chỗ string thành trạng. rồi bây giờ em sẽ thử trường hợp của anh nha, dấu hai chấm ở đây là chặt, để em coi thử, để suy nghĩ thử, tại vì bản chất cái chỗ này nè anh, cái chỗ mà cái lít rỗng á hắn là string, em nghĩ bản chất của thằng này á ném vào đây là chặt đúng không, thì bản chất có thể em chạy thử nhanh, em thể có thử đó, thử này. Tuyệt vời tuyệt vời, được được, Giờ em rỗng thử thay bằng full xem không cái thay bằng gì ạ, led được. Thay thay bằng full à, thay cái ở led bên trên. dạ cái này đúng không anh? Ừ em thay cái đấy cũng được. À tại vì cái vấn đề này là nó bị ngược mất, nếu mà chỗ này á phải là cộng cộng thì led được, anh Cộng cộng thì thường phải đổi ở bên trong thành bên trong với bên string trong thành string thì mới em nghĩ mới được, còn cái nữa là do ấn cộng bị, nếu mà không thích rõ ra thì nó sẽ ấn cộng bên phải qua, bởi vì cái thằng hai chấm đi á là nó sẽ ép một cái phần tử vô đầu. cái full left and full right thì hai cái hàm nó thứ tự của tham số nó sẽ ngược ngược nhau thì em lấy lại cái hàm full right hai chấm đi. Phô rồi hai chấm. Rồi bây giờ em thử đổi nó thành em đổi nó thành full left xong rồi là cái hai chấm kia em đổi thành ở bài trước mọi người có gặp cái hàm flip rồi thì Biết. bây giờ em thêm vào em sửa thành hàm flip hai chấm xem. Không, từ từ cho em, chỗ này là em sẽ là fold left đúng không anh? Ừ. Và em sẽ để flip ở đây. Ừ, flip hai chấm. Flip hai chấm. Wow, tuyệt vời thật. Hai chấm mới phải để ở trong ngoặc. À dạ. Vời đi. Đi đúng không anh? Ừ, rồi em thì chạy em. Wow, để em suy nghĩ cái này. Đảo đó, đảo ngược đó, đảo ngược lại. Đấy, hai cái full left và full right thì nó khác nhau ở cái thứ tự thực hiện. Full left thì nó sẽ thực hiện từ bên trái sang, còn full right nó sẽ thực hiện từ bên phải sang, nó sẽ duyệt duyệt các phần tử từ bên phải sang. Và nó có cái ngược nhau nữa là cái full right nó Em sẽ giữ nguyên thứ tự.
khi mà cái kết quả trả về mà nó phụ thuộc vào thứ tự ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ giữ nguyên cái thứ tự của clip ban đầu, còn cái flow left thì nó sẽ bị đảo thứ tự. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc tùy thuộc vào cái hàm mà chúng ta đang đang sử dụng. Flip cái này nó cái có liên quan tới cái mà cái for left thì nó có cái thêm cái hàm có dấu ngoái mà cái for right thì không có. à cái anh cũng mà nắm chân anh cũng không nhớ là cái hàm for right thì có cái hàm có dấu nháy không. Nhưng mà cái hàm for 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 left vậy, for left có dấu nháy thì đây ở phần phần bên trên cái phần bài giảng ấy, thì đầu tiên là mọi người nhìn cái Đức cứ để nguyên cái chỗ đấy của anh đấy. Mọi người nhìn cái biểu thức khi mà triển khai cái for right cộng kia kìa. Thì cái ngoặc ở trong cùng ở bên tay phải ấy, là nó là cái phép phép tính đang đợi để mà tính. Thì để mà thực hiện tính toàn bộ cái phép tính này thì nó phải đợi cái phép tính trong cùng được thực hiện thì nó mới cộng dần ra bên ngoài, cộng 3 rồi cộng 2 ra bên ngoài, cộng 1 ra bên ngoài. Còn khi mọi người nhìn thấy cái phép tính của cái hàm for left ở bên dưới kìa, thì mọi người thấy là cái thứ tự thực hiện ấy nó đang là 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3. Đấy thì ngay ở cái phép tính này thì mọi người nhìn thấy là có thể thực hiện luôn được cái phép tính cộng 0 cộng 1. Sau đấy sẽ thực hiện đến cộng 2 cộng 3. Và cuối cùng thì mới 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 cần phải thực chạy cái hàm for kia. Như thế là ngay ngay cái tính chất của hai cái này ấy, thì cái hàm for left nó có thể tính toán ngay được. Tuy nhiên là do là nó đang bị xếp hết vào trong stack, thế nên là người ta mới nghĩ ra cái hàm for left phẩy này, người ta làm thêm một cái thao tác gì đấy để người ta ép nó thực hiện luôn, tính toán luôn trước trước mỗi vòng đệ quy. Do đó là nó sẽ giảm được cái thời gian thực hiện của cái hàm for left phẩy này. Thế còn cái cách mà người ta làm như nào thì mọi người đọc đọc thêm. Mình nhớ là họ có cho thêm cái hàm sequence gì đấy vào vào bên trong đấy để ép nó thực hiện luôn cái việc tính toán. Đây phải không anh? Anh Đoàn Xuân Quyết có click ra. Đây không? Ở đây anh xem câu hỏi anh. Đây có phải là người yêu của nó? Đấy đấy, đấy, nó có cái hàm SEQ ấy. Bây giờ cái hàm gì em cũng không biết. Rồi, cảm ơn anh Quyết, cảm ơn anh Tâm. Tuyệt vời. Thì cái full right ấy, mà phết theo mình tìm hiểu thì nó không có nha. Nó chỉ có full right thôi. Và cái hàm này khá hay, trong JavaScript ấy, nó có cái hàm tương tự kiểu này, nó là cái hàm redeem. Nó cũng ném một cái list vào xong nó cũng có một cái giá trị khởi tạo. Và cái khởi tạo này với một cái hàm này mình thiên biến vận hóa được nó. Thì nó tùy từng trường hợp sau này áp dụng thôi. Mình thấy khá hay. Ok, Em cảm cảm ơn ơn Tú. anh. Ok, thì có phần bài tập trong đó thì chắc ra các anh cũng coi được. Chắc cái phần trình bày của em dưới đây hết. Có gì thảo luận thêm ở trong group đó. Em có mời các anh. Em xin phép dừng xem hình. Em nhường lại mic cho anh Tâm. Em cảm ơn. Cảm ơn Đức. Buổi học của chúng ta kết thúc ở đây. Còn cái địa chỉ ví thì mình đang đợi một số bạn nữa gửi nốt cho mình thì mình sẽ chuyển cái phần thưởng của học kỳ 1 cho các bạn. Thì buổi học của chúng ta kết thúc ở đây thì xin hẹn gặp lại các bạn ở buổi sau. Chào các anh, cảm ơn các anh. Xin chào mọi Chào người mọi người, nhé. cảm ơn mọi người. Đây, em chào mọi Chào người. mọi người.